Thưa quý vị khán giả, mới đây trên địa bàn xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, người dân không khỏi khiếp sợ với thủ đoạn cho vay nặng lãi rồi bắt giữ con nợ, đe dọa của hai mẹ con. Hiện hai đối tượng đã bị bắt tạm giam và khởi tố để điều tra rõ hơn về hành vi vi phạm pháp luật này. Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố Trần Thị Nga, 64 tuổi, chú thôn Trường An, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố bắt giam Tăng Hà Dung, 36 tuổi, con gái bà Nga, nhân viên trạm y tế xã Ba Động về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền, một số người dân đã tìm đến bà Nga để vay tiền với lãi suất cao. Tổng số tiền bà Nga cho người khác vay là hơn 11 tỷ đồng, với mức lãi suất mỗi khoản vay từ 706% đến 1.460% một năm qua đó thu lợi bất chính hơn 2,4 tỷ đồng. Liên quan đến việc vay tiền của bà Nga, một nữ giáo viên nợ trên 6 tỷ đồng nhưng không có tiền trả, đã bị Tăng Hà Dung bắt giữ, khống chế, đe dọa viết giấy nợ. Theo đó, chị Phạm Thị C, 29 tuổi, chú xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, là giáo viên một trường học trên địa bàn huyện Ba Tơ, có vay tiền của Dung với lãi suất cao, do không có khả năng trả nợ nên lâu nay chị c thường tránh né các đối tượng đòi nợ trong đó có dung sau khi phát hiện chị c đối tượng dung đi xe ô tô đến khống chế đe dọa chị c viết giấy nợ và đưa lên ô tô trở đi đến nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh quảng ngãi nhằm gây áp lực để ép chị c nhận nợ nhận được tin báo công an huyện ba tơ kịp thời giải cứu nạn nhân hiện vụ việc đang được công an huyện ba tơ tiếp tục điều tra làm rõ đây cũng là bài học cho tất cả mọi người hãy cẩn trọng với những đối tượng cho vay nặng lãi kiểm soát khả năng trả nợ của mình để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra nếu như không có sự can thiệp kịp thời của pháp luật